Vâng, và chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với bản đồ đảo sa mạc. Vâng, ở trong giải đấu chúng ta thì sẽ sử dụng hai bản đồ chính, đó là đảo quân sự và đảo sa mạc. Hiện tại như trên màn hình hiển thị thì quý vị có thể thấy rằng vị trí team số 8 đã nhảy từ rất sớm, nhảy ngay xuống khu vực cao nguyên. Và các thành viên trong team số 10 thì nhảy xuống khu vực trại chỉ huy. Team số 11 nhảy ngay khu vực trung tâm. Vâng. Những khu vực trung tâm thì chỉ có thể những team nào mà có thể tự tin vào khả năng xử lý tình huống của mình và tự tin vào trình độ của mình mới có thể dám nhảy ở những khu vực ở giữa bản đồ. Trong khi đó thì tất cả các thành viên còn lại ở các đội đấu đang nhảy hết sang bên khu vực góc 11, 13 giờ. Đây là vị trí của team số 2, các thành viên trong đội TS3, vị trí của Levit. Vâng, theo như tôi đang nhìn thấy thì các thành viên trong team số 2 và team số 3 đã nhảy xuống gần nhau. Vâng, sẽ có giao tranh trong vài phút tới. Hiện tại thì các thành viên trong team số 3 đang chia nhau ra để nhặt cho mình những món trang bị cần thiết trong những pha giao tranh sắp tới. Tất cả những đội tuyển tham gia thi đấu của chúng ta thì đều được phát vào trong tài khoản Mocha của mình, đó là 500.000 tương ứng với 500 spawn. Vâng, vừa rồi thì vị trí của phê đá sử dụng cho mình đó là máy bắn. Vâng, một thứ vũ khí rất mới. Đây là vị trí của bé tôm. Bé tôm có cho mình đó là 1887 và M60 rồi. Những đội tuyển thi đấu chuyên nghiệp thì thường sử dụng cho mình đó là chiến thuật hai người chơi đi cùng với nhau, đó là chiến thuật 22 hoặc là chiến thuật 31. Một người chơi sẽ đi trước để scout, còn các thành viên còn lại sẽ đi nhặt đồ và đi nấp. Sau khi thám thính được tình hình của kẻ địch thì chúng ta sẽ quyết định là di chuyển hay không. Vâng, đây là các thành viên trong chôn game. Chôn game hiện tại thì chỉ có 3 người chơi mà thôi. Theo như tôi thấy thì thành viên số 1 của chôn game không tham gia trận đấu này. Vâng, đây là một sự thiếu sót của các thành viên trong team số 10. Sẽ ảnh hưởng tới tất cả các thành viên của đội đấu. Mất đi một người thôi thì các thành viên của đội đấu sẽ bị suy giảm rất là nhiều. Còn đây là góc máy của các thành viên trong team số 8, team của Hà Nội. Vẫn là vị trí quen thuộc đến từ vị trí của Joker, Goku, Ikdo và vị trí của Chi Chi. Hiện tại theo như tôi đang thấy thì team số 1 và team số 8 đang ở ngay cạnh nhau. Liệu rằng có chạm mặt nhau hay không? Đây là vị trí của Hiếu Ca, có cho mình ngay lập tức đó là ba lô 3 rồi. Ba lô 3, M60 và cây MP5. Vâng, có, chúng ta sẽ có cho mình đó là một con bò vào giữa khu vực bản đồ, một con bò chính diện. Vâng, vị trí của cây gaming đang sử dụng dù lượn và ngay lập tức em bị bắn, chỉ còn lại 52 máu mà thôi. Một tình huống rất ớ hình đến từ vị trí của cây gaming. Đây là góc máy của các thành viên trong team số 7. Team số 7 đang có giao tranh. Bên kia là các thành viên trong team số 5. Đây là vị trí của Hùng. Hùng vừa quấn máu rồi, có cho mình cây 1887, một cây súng có khả năng bắn tầm gần rất mạnh. Vị trí của Ánh Remix đang tìm góc để công lên. Bên này thì vâng, Ánh đang tìm góc để công nha. Như không hề biết rằng các thành viên trong team đội địch đã quyết định là rút lui. Bên này thì các thành viên trong team số 5 tránh vỏ dừa thì gặp vỏ dừa, ngay lập tức thì gặp các thành viên trong team số 1. Vị trí của Đông Bá S đã phải nằm xuống rồi. Chỉ còn lại vị trí của Nấm mà thôi. Đây là các thành viên trong team số 1 đang cố đục vào. Team số 1 ngay lập tức cũng đang bị bắn. Vị trí của Hiếu Ca đang bị gục.
Hiếu ca đang rất yếu máu. Hiếu được cứu rồi. Vị trí của Hiếu ca và má Min đang cuốn máu. Bên kia thì các thành viên trong team số 7 bắn rất gắt. Quyết định là rút lui cho các thành viên trong team số 1. Đây là vị trí của bé Bảo. Trang bị đầu game là rất ít, nên chúng ta cần hạn chế giao tranh. Vâng, tôi vẫn đang thấy những đường đạn bắn đến từ các thành viên trong team số 7. Đây là vị trí của các thành viên trong team số 8. Vâng, có một thành viên của team số 1 đang loay hoay ở đây. Và liệu rằng em có bị kẹp giữa các thành viên team số 8 hay không? Một tình huống discount. Liệu em bị bắt lẻ hay không đây? Bốn thành viên team số 8 đang chiếm khu vực nhà này. Và ngay lập tức một tình huống nhảy vào vị trí của Goku còn lại cho mình, đó là 135 máu. Hiện tại thì vòng bo của chúng ta đang chuẩn bị thu lại rồi. Duy nhất vị trí của team số 4 đang ở ngoài bo mà thôi. Vâng, đáng bắn. Vị trí của team số 8 đang bắn. Bên này thì các thành viên trong team số 1 Mega. Vị trí của Teddy đang yếu máu. Vâng, những tình huống bắn xa. Ở đầu game thì chỉ có cho mình đó là Red Dot và Cop 2 thì khả năng bắn tầm xa hơi kém. Bốn thành viên trong team số 2 đang thủ khu vực nhà. Vâng, chưa hề có giao tranh nên không có đồ trong tình huống này. Tất cả các player của chúng ta đều ghi cho mình đó là không điểm hạ gục mà thôi. Vâng, giáp danh với team số 1 thì đó là team số 3. Vâng, chạy đi đâu cũng gặp người. Quá đen cho team số 1. Vừa tránh được team số 7 thì ngay lập tức lên trên này. Sắp tới thì sẽ gặp team số 3. Liệu rằng các em có thể giữ vững được chiến tuyến hay không? Hiện tại thì các thành viên team số 1 đã chọn cho mình một phương án, đó là thủ khu vực chòi canh. Còn lại 3 người mà thôi. Vâng, một người chơi vẫn đang quyết định là đi lẻ. Và tôi không hiểu chiến thuật của đội chơi số 1 là như thế nào đây. New kill leader. Vâng, chỉ với 3 người chơi mà thôi. Nhưng mà các thành viên trong team số 10 của Hà Nội vẫn đang giữ được cho mình đó là phong độ. Mỗi người đã ghi cho mình đó là một điểm hạ gục. Đến từ vị trí của Châu 2K9, GP Gaming và vị trí của KZM. Có thể nói đến giờ phút này thì các thành viên trong team số 10 đã có đầy đủ đồ và sẵn sàng cho những phút sắp tới để có những cuộc giao tranh cực kỳ là nảy lửa. Bây giờ thì vị trí của các thành viên trong team số 4 sẽ sắp giáp mặt với team số 6 rồi. Đây là vị trí của Thiếu. Bằng Thiếu đã phát hiện ra các thành viên trong team số 6. Các thành viên trong team số 6 đang di chuyển vào trong bò. Và Thiếu quyết định là không bắn. Bắn rồi. Vâng, Thiếu đang bắn. Cốp 2 và M60, Thiếu đang bắn. Vâng, Thiếu bắn nhưng không hề có ai nằm xuống trong tình huống vừa rồi. Các thành viên trong team số 6 đang chạy lên trên đồi cao để lấy góc bắn. Bây giờ thì liệu rằng các thành viên trong team số 6 có combo thành công hay không? Hiện tại như tôi được thấy thì các thành viên trong team số 2 vẫn đang ở ngoài bo và team số 7. Bây giờ thì các thành viên trong team số 6 sẽ ngồi cam các thành viên trong team số 4 vào bo. Bo đang thù vào giữa trung tâm bản đồ, một con bo rất dễ chịu. Đội chơi nào vào trong bo trước thì sẽ có lợi trong tình huống này. Đây là vị trí của các thành viên trong team TS3. Zin đang có cho mình đó là cây Ska và UMP. Đang di chuyển dần vào trong trung tâm bo. Vẫn còn đủ cho mình đó là 4 thành viên và chưa hề có cho mình một mạng hạ gục nào cả. Và các bạn hãy nhớ rằng trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ có tổng cộng đó là 3 bảng đấu và tổng cộng là 18 trận đấu diễn ra. Mỗi bảng đấu sẽ đấu theo thể thức đó là BO6 và mỗi bảng sẽ có tổng cộng là 6 trận. Trở lại với trận đấu của chúng ta thì hiện tại các thành viên trong team số 3 đang quyết định là thủ nhà. Vâng, vẫn giữ cho mình đó là chiến thuật thủ nhà từ đầu các trận đấu trước đến bây giờ. Bảo toàn cho mình các thành viên trong đội
và chỉ có hạn chế giao tranh đến mức có thể, chỉ có thể giao tranh đến phút cuối. Đây là vị trí của Phở Riki. Phở Riki đang cầm cho mình đó là hai cây K98. Vâng, tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Vâng, Phở cầm cho mình hai cây K98. Liệu rằng có phụ kiện ống ngắm sinh học hay không? Nếu mà có phụ kiện ống ngắm sinh học thì hai cây K98 này sẽ có khả năng bắn cực kỳ tốt, với khả năng ghim tâm không thể lệch vào đâu được. Nhưng mà nếu không có phụ kiện thì Riki đang chơi một trò chơi rất mạo hiểm. Và ngay lập tức thì vị trí của Bình Bin có cho mình một mạng hạ gục rồi. Với cây K98 của mình đang có một tình huống combo từ trên sàn giáo cao. Bình bắn K98 cực kỳ chuẩn xác. Các thành viên trong team số 6 đang chia nhau ra để cam đội số 2 vào trong bo. Vâng, đây là một đường bo ngắn thôi. Mà liệu rằng các thành viên trong team số 2 có thể vào bo trong tình huống này hay không? Ngay lập tức thì vị trí của Rick đã phải nằm rồi. Rất nhiều người chơi sử dụng K98 trong trận đấu này. Ở bên kia thì vị trí của Levit đang bị bắn và Levit cũng đã nằm, chỉ còn lại một mình vị trí của Hero mà thôi. Các thành viên trong đội CS3 chỉ còn duy nhất một người đến từ vị trí của Hero. Vâng, liệu rằng Hero có thể cứu được Rick trong tình huống này hay không? Một tình huống vào bo rất khó dành cho cho đội tuyển số 2 của chúng ta. Ngay lập tức thì vị trí của Gohan có cho mình một mạng rồi. Đây là vị trí của Tú Còi đang cầm cho mình, đó là VSS và MP40. Các thành viên ở team số 6 đang có một tình huống cam bo rất có lợi ở trên một dàn giáo cao và cam xuống. Đây là vị trí của Phở Riki. Vâng, ngay lập tức thì Phở đã phải nằm xuống rồi. Một tình huống quấn máu rất ớ anh đến từ vị trí của Phở. Vâng, hai cây K98 mà em đã phải nằm xuống, chỉ còn lại một mình vị trí của Rivik mà thôi. Trong khi đó thì các thành viên trong team số 3 TDW, bốn người chơi vẫn còn, nhưng ngay lập tức vị trí của Ram đã phải nằm. Amaron đang yếu máu. Vâng, vị trí của God và BinTB vẫn còn đang sống rất khỏe, nhưng liệu rằng các em có thể cứu được vị trí của Ram hay không? Vâng, Ram đã phải nằm rồi. Bây giờ team số 4 và team số 10 đang giao tranh. Vâng, bên này thì các thành viên trong team số 4, hai người chơi đến từ vị trí của Bảo Bình và Thiếu cũng đã nằm. Ở bên này là vị trí của Quỷ Nữ. Quỷ Nữ đang quấn máu. Tôi đang thấy rất nhiều bom được ném ra. Quỷ Nữ cũng nằm rồi. Còn lại một mình vị trí của Quỷ Sứ mà thôi. Các thành viên trong team của Hà Nội đang bắn rất hay. Các thành viên trong team số 4 đang cứu. Vâng, có cứu được không? Spark vào 1v40. Vâng, liệu ai sẽ là người chiến thắng đây? Rất nhiều máu và ngay lập tức các thành viên trong team số 4 đã bị clear. Một tình huống quét sạch dành cho các thành viên của Chôn Game. Vị trí của Chip Gaming đã phải nằm rồi. Vâng, tình huống bò này thì sẽ bỏ, không cứu được. Ngay lập tức thì Châu cũng đã phải nằm. Còn lại vị trí của Cay mà thôi. Cay đang di chuyển vào. Vâng, Cay đang chết chính, đổi súng. Vâng, rất cơ động. Ngay lập tức có cho mình đó là cây M79. Cay đang di chuyển dần vào trong gò. Quấn máu rồi. Liệu Cay có thể di chuyển được vào trong bò này hay không? Bây giờ còn lại 13 player. Bò đang thu về những con bò cuối. Cầm trên tay đó là cây XM8 đến từ vị trí của MH. Chỉ còn một mình MH gánh cả team SC. Còn MH vẫn đang bắn một số tình huống vô tâm. Tôi chưa hề thấy kẻ địch phải nằm xuống. Bên này thì các thành viên trong team số 6 vừa mất đi cho mình đó là một người. Vị trí của Bin Bin có cho mình hai mạng gục. Tú Còi chưa ghi cho mình mạng gục đâu cả. Vị trí của AT có cho mình 3 mạng rồi. Và tổng có cho mình là 6 mạng. Vâng, rất nhiều điểm. Các thành viên trong team Hà Nội vẫn còn đủ cho mình đó là 4 người. Có trong tay đó là cây AVKM đến từ vị trí của Rocker. Bây giờ các thành viên của team 3 đang công vào. Tôi thấy là gục 1 rồi và chỉ còn lại 1 người mà thôi. Vị trí của Rocker đang công lên. Ngay lập tức là một tình huống quét sạch dành cho các thành viên team số 8. Rocker đã phải nằm rồi. Một viên M79, Rocker đã phải nằm xuống. Vâng, và thành viên cuối cùng của Chôn Game đã phải nằm. Bây giờ các thành viên trong team số 6 đang cứu nhau và di chuyển được
cứu thành công rồi. Tú Còi đã được cứu sống. Bin và Tú đang còn thấp máu. Và tất cả các thành viên đã được vào trong bò. Và bây giờ còn lại 5 người mà thôi. 3 thành viên đến từ... 3 thành viên... 1 người đến từ team Hà Nội. Vâng, bây giờ chỉ còn 4 người. Và ngay lập tức team số 6 đã giành được chiến thắng. Một tình huống quét sạch. Chưa kịp đá qua góc máy thì ngay lập tức các thành viên trong team số 6 đến từ vị trí của TM DOZ đã giành được chiến thắng đến từ vị trí của Tú Còi, Gohan, Bin Bin và vị trí của Thinate. Xin chúc mừng tất cả các bạn.